đạt nhảy tới đâu là Phương Thanh nhảy tới đó, thấy ghê không? Ai nói Phương Thanh không nhảy được, cùng chết rồi. Không biết đạt nhảy lại được rồi. Và em nhận này là lúc đầu Phương Thanh chưa có ra đĩa, nhưng mà bạn Don đã đưa lên mà coi như là giả Phương Thanh hát luôn bài đó luôn, và các bạn là biết bài em nhận là cho bạn Don đúng không? Bây giờ không tay cho biết là bạn Don luôn. Thật sự hôm nay là con nhận được tin là hồi sáng trên Facebook có một bạn, các bạn nhà báo để cho là tối nay chiều nay 2 giờ học fan đi trả nhận, lúc nào mới biết để hỏi là chết rồi có vé vô được không, nó học vô tự do thì em nghĩ là em có vô hơi trễ chút xíu, nhưng mà được một bạn Facebook nói là chút xíu là nên nói đi trả nhận thì thật sự trước cái giờ là đó là bản thân đó là fan của chị Trang là mười mấy năm rồi.